Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin trực tiếp ngày 28 tháng 4 về tình hình xung đột quân sự tại Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ukraine đã tấn công các vị trí của lực lượng Nga ở trên đảo rắn ở Biển Đen khi chiến sự đang gần bước sang tuần thứ 9. Quân đội Ukraine thông báo trên mạng xã hội cuối ngày 26 tháng 4 cho biết đã tấn công vào một trạm kiểm soát cùng hệ thống phòng không. Lực lượng của Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào vị trí của đối phương trên đảo rắn. Thiệt hại của phía Nga đang được làm rõ. Nga hiện chưa bình luận về tuyên bố của Ukraine. Đảo rắn có diện tích khoảng 17 ha là một trong các thực thể quan trọng trong thiết lập lãnh hải của Ukraine. Trước chiến sự, khoảng 100 người đã sống trên đảo rắn, chủ yếu là lính biên phòng Ukraine. Hồi tháng 3, Ukraine nói rằng đơn vị đóng tại đảo không chấp nhận buông súng khi tuần dương hạm Moscow áp sát đảo, nhưng Nga sau đó đã tung video cho thấy 82 binh sĩ trên đảo rắn đã đầu hàng và được đưa về Crimea. Nhóm binh sĩ bị bắt sau đó được trao trả cho Ukraine qua hoạt động trao đổi tù nhân. Ukraine hôm 27 tháng 4 cho biết lực lượng Nga đã đẩy mạnh tiến công trên bộ, tiến sâu hơn ở miền đông, kiểm soát các làng Velika, Komisuvaka, Zavody ở tỉnh Kharkov và giành quyền kiểm soát các thị trấn Zariche, Novotoskip ở tỉnh Donetsk. Nga cùng ngày thông báo tên lửa Kalib của nước này đã tấn công kho chứa nhiều vũ khí được Mỹ và châu Âu chuyển tới Ukraine ở tỉnh Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Ukraine trước đó cảnh báo rằng lực lượng Nga đang tiếp tục cuộc tấn công theo hướng Nizhny và Orykhiv ở Zaporizhia, miền đông nam đất nước. Tại thành phố cảng miền nam Mariupol, trợ lý thị trường Petro Andriushchenko nói rằng Nga đã nối lại tấn công nhà máy thép Azovstal, nơi lực lượng phòng thủ Ukraine và dân thường đang ẩn náu. Ông Andriushchenko cho biết thêm, phía Nga và Ukraine vẫn không đạt được thỏa thuận nào về sơ tán dân thường khỏi Mariupol. Thủ tướng Ba Lan Mateo Morawiecki hôm 27 tháng 4 cho biết sẽ tìm mọi cách để áp đặt các khoản tiền phạt theo hợp đồng với Nga sau khi bị nước này ngừng cung cấp khí đốt. Nga cùng ngày cảnh báo có thể ngừng cung cấp khí đốt cho các khách hàng châu Âu nếu họ từ chối thanh toán bằng đồng rúp sau khi cắt nguồn cung với Ba Lan và Bulgaria. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 27 tháng 4 thông báo đã tới Kiev sau chuyến thăm Moscow và sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Guterres viết trên Twitter, "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để mở rộng hỗ trợ nhân đạo và đảm bảo sơ tán dân thường khỏi các khu vực xung đột. Cuộc chiến này kết thúc càng sớm thì càng có lợi cho Ukraine, Nga và thế giới." Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Nga sẽ có phản ứng quân sự chớp nhoáng nếu có bất cứ quốc gia nào can thiệp vào chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu hôm 27 tháng 4, nếu bất cứ ai tìm cách can thiệp từ bên ngoài vào các sự kiện hiện tại và tạo ra mối đe dọa chiến lược không thể chấp nhận được với Nga, họ nên biết rằng phản ứng của Nga sẽ rất chớp nhoáng. Nhà lãnh đạo Nga còn cho biết quân đội nước này sẽ không do dự sử dụng những vũ khí hiện đại nhất. Ông Putin cho biết Nga có đủ mọi công cụ cho việc này và đây là những loại công cụ không ai dám nói là họ cũng có vào lúc này. Nga sẽ không khoe khoang, Nga sẽ sử dụng chúng nếu cần và tôi muốn tất cả biết điều đó. Tổng thống Vladimir Putin thường đề cao những khí tài hiện đại do Nga phát triển, bao gồm tên lửa siêu vật âm và loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa SAMAT vừa được bắn thử thành công trong tháng 4. Cũng trong bài phát biểu hôm 27 tháng 4, ông Putin nhấn mạnh Nga sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong chiến dịch tại Ukraine. New York Times dẫn lời giới phân tích quân sự cho rằng quân đội Nga đang có bước tiến chậm rãi và cẩn trọng trong đợt tiến công ở đông Ukraine, thể hiện qua kiểu chiến thuật tuần tự hơn khi đối phó các vị trí gia cố của đối phương. Hệ quả từ giao tranh Ukraine hôm 27 tháng 4 một lần nữa được mở rộng khi Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria vì hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định với Thượng viện Mỹ ngày 27 tháng 4 rằng việc có quyết định mở rộng cuộc xung đột với Nga ngoài biên giới của mình hay không là phụ thuộc vào quyết định của Ukraine. Phát biểu trước Thượng viện Mỹ ngày 27 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói việc có quyết định mở rộng cuộc xung đột với Nga ra ngoài biên giới của mình hay không là phụ thuộc vào quyết định của Ukraine. Những bình luận của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi Nga chỉ trích một quan chức cấp cao Anh khi người này nói rằng việc Kiev sử dụng các vũ khí do NATO cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga là hợp pháp. Ngoại trưởng Mỹ cho hay, chúng tôi quyết tâm sẽ cung cấp cho họ những gì họ cần nhằm đối phó với Nga và đẩy Nga khỏi quốc gia này.
Việc Ukraine có hành động ra ngoài biên giới của mình hay không là một vấn đề khác. Quan điểm của tôi là sẽ thật nghiêm túc để Ukraine làm bất kỳ điều gì họ cần tự vệ trước Nga, và những chiến thuật này là quyết định của họ. Chỉ vài tiếng trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Anh khiêu khích trực tiếp sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Anh James Hippie đề xuất Ukraine nên sử dụng các vũ khí do Anh cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga thông tin, Moscow muốn nhấn mạnh rằng việc London trực tiếp xúi giục chính quyền Kiev tiến hành những hành động như vậy, nếu những nỗ lực đó được thực hiện, sẽ ngay lập tức dẫn đến phản ứng tương xứng từ Nga. Như Moscow đã cảnh báo, lực lượng vũ trang Nga luôn sẵn sàng 24/7 tiến hành những cuộc tấn công đáp trả bằng các vũ khí thông minh tầm xa nhắm vào các trung tâm ra quyết định ở Kiev. Phát biểu trước các nghị sĩ Nga cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào cuộc xung đột này đều sẽ đối mặt với phản ứng nhanh chóng từ Nga. Ông Putin nói, nếu ai đó quyết định can thiệp vào những gì đang diễn ra từ bên ngoài và gây ra những mối đe dọa không thể chấp nhận cho Nga, họ nên biết rằng phản ứng của Nga trước những đòn tấn công này sẽ là nhanh như chớp. Nga có tất cả các công cụ để làm điều đó, Nga sẽ sử dụng chúng nếu cần thiết. Giới chức vùng ly khai thân Nga Transnistria ở Moldova nói rằng UAV từ Ukraine bay vào một làng có kho vũ khí Nga và sau đó làng này đã bị nã hỏa lực. Giới chức vùng ly khai thân Nga Transnistria thông tin hôm 27 tháng 4, đêm qua một số thiết bị bay không người lái đã được phát hiện trên bầu trời làng Kobasna. Chúng được triển khai tới lãnh thổ Transnistria từ Ukraine. Họ cho biết thêm vào sáng 27 tháng 4, hỏa lực từ phía Ukraine đã nã vào làng Kobasna. Làng Kobasna cách biên giới Ukraine khoảng 2 km. Khu vực này chứa kho dự trữ khoảng 20.000 tấn đạn dược có từ thời Liên Xô do quân đội Nga kiểm soát. Giới chức Transnistria nói đây là kho đạn lớn nhất châu Âu. Vùng ly khai Transnistria trước đó báo cáo loạt vụ nổ hôm 25 tháng 4 và 26 tháng 4 nhằm vào cơ quan an ninh, đơn vị quân đội và tháp phát thanh thuộc sở hữu của Nga. Transnistria là vùng đất hẹp nằm giữa sông Dnister và biên giới Moldova-Ukraine, có dân số hơn 500.000 người. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, khu vực này đòi ly khai khỏi Moldova, châm ngòi cho cuộc xung đột quân sự vào tháng 3 năm 1992 và kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7 năm 1992. Chính quyền ly khai tại Transnistria chỉ được công nhận bởi 3 vùng ly khai khác, gồm Abkhazia, Ansat và Nam Ossetia. Quân đội Nga triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình với quân số không quá 1.500 người tại khu vực này kể từ năm 1993. Tư lệnh quân khu trung tâm Nga Rustam Minakaev hôm 22 tháng 4 cho biết lực lượng nước này muốn kiểm soát được toàn bộ vùng miền nam Ukraine để mở được con đường dẫn tới vùng Transnistria, nơi ông cho rằng cộng đồng người nói tiếng Nga đang bị chèn ép. Moldova đã triệu tập đại sứ Nga để phản đối phát ngôn này. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia hôm 27 tháng 4 cáo buộc Nga sẵn sàng sử dụng lãnh thổ của vùng ly khai Transnistria để làm cầu nối di chuyển tới Ukraine hoặc phần còn lại của Moldova. Nga cho biết đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện ở Transnistria. Bộ Ngoại giao Nga tuần này khẳng định Moscow muốn tránh kịch bản phải can thiệp vào vùng này. Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky có thể sớm gặp nhau tại Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực dàn xếp một cuộc gặp giữa hai Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại nước này trong thời gian sớm nhất. Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Aka cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang làm tất cả những gì có thể và hy vọng rằng cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra tại nước này trong vài ngày tới. Chúng tôi hy vọng rằng bất chấp một số khó khăn, hai nhà lãnh đạo có thể gặp nhau trong một vài ngày tới. Nhờ đề xuất của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của chúng tôi, hãng tin TASS dẫn lời phát biểu của Bộ trưởng AK hôm 27 tháng 4. Cũng theo ông AK, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục đóng góp làm mọi điều cần thiết, kể cả đóng vai trò trung gian để khắc phục tình trạng nhân đạo và đạt được lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt tại Ukraine. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Thổ Nhĩ Kỳ đã thường xuyên bày tỏ mong muốn tổ chức cuộc đối thoại hòa bình giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, nỗ lực này cho tới nay chưa thành công. Trong những phúc đáp gửi tới Ankara, Moscow đã giải thích rằng, về nguyên tắc, Tổng thống Nga Putin chưa bao giờ từ chối gặp người đồng cấp Ukraine. Vấn đề mấu chốt ở đây là Moscow cần một văn bản đề nghị chính thức từ Kiev. Nga tuyên bố rút khỏi Tổ chức Du lịch Thế giới.
Tổ chức Du lịch Thế giới ngày 27 tháng 4 cho biết, Nga đã thông báo ý định rút khỏi cơ quan này ngay trước khi cuộc bỏ phiếu đình chỉ tư cách thành viên của Moscow diễn ra. Nga đã thông báo ý định rút khỏi Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc UNWTO, cơ quan này cho biết trong một bài đăng trên Twitter, đồng thời nói thêm rằng lệnh đình chỉ Nga có hiệu lực ngay lập tức. Trước đó, UNWTO thông báo muốn đình chỉ tư cách thành viên của Nga vì xung đột ở Ukraine. Quyết định này phải được 2/3 trong số 159 quốc gia thành viên thông qua tại cuộc họp bất thường kéo dài 2 ngày diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 27 tháng 4 theo AFP. Sau thông báo của Moscow, UNWTO cho biết cuộc bỏ phiếu vẫn sẽ được tiến hành để các quốc gia thành viên bày tỏ quan điểm. Đây là lần đầu tiên UNWTO họp để xem xét việc đình chỉ một quốc gia thành viên. Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng, quảng bá du lịch vì hòa bình và tôn trọng nhân quyền, chỉ những thành viên tuân thủ điều này mới có thể là một phần của UNWTO, Tổng thư ký Zurab Bololikashvili viết trên Twitter. UNWTO là một cơ quan liên chính phủ có vai trò thúc đẩy du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại quốc tế giữa các quốc gia, đặt trụ sở tại Madrid kể từ khi thành lập vào năm 1975. Cơ quan này đã cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ làm trì hoãn sự phục hồi của ngành du lịch toàn cầu sau đại dịch COVID-19. Theo ước tính của UNWTO, chỉ riêng sự gián đoạn các chuyến du lịch ra nước ngoài của Nga và Ukraine có thể gây thiệt hại tới 14 tỷ đô la Mỹ doanh thu trong năm nay. Mất 3 năm để đề cử đại sứ, Mỹ có thực sự quan tâm đến Ukraine? Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Mỹ luôn tuyên bố ủng hộ Ukraine, nhưng liệu việc đề cử đại sứ đã quá hạn từ lâu có thực sự mang lại nhiều hỗ trợ hơn cho Ukraine? Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc China News Service CNS ngày 27 tháng 4 đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã thông báo đề cử bà Bridget Brink làm đại sứ mới của Mỹ tại Ukraine. Đây là đề cử đại sứ Mỹ tại Ukraine chính thức đầu tiên sau gần 3 năm. Vị trí đại sứ đã bị bỏ trống gần 3 năm. Theo CNS, sau khi đại sứ Mỹ tại Ukraine Mary Yovanovitch mãn nhiệm vào năm 2019, vị trí đại sứ đã bị bỏ trống. Thậm chí hơn một năm sau khi ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ cũng không hề bổ nhiệm vị trí đại sứ Mỹ tại Ukraine. Đại biện lâm thời Kristina Kvyen hiện đang chịu trách nhiệm về các vấn đề của Mỹ tại Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ cho biết, mặc dù bà Kvyen được Bộ Ngoại giao Mỹ và phía Ukraine đánh giá cao, nhưng theo các quy định liên quan, bà vẫn chưa được Nhà Trắng bổ nhiệm chính thức, cũng như chưa được Thượng viện Mỹ chính thức công nhận. Rubin, một nhân viên từng làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev, Ukraine cho biết vào tháng 2, nói chung, việc không cử đại sứ đến một quốc gia có thể được coi là một tín hiệu cho thấy chúng tôi không quan tâm đến quốc gia đó. Mặc dù Mỹ luôn tuyên bố sẽ giúp Ukraine phòng thủ trước quân đội Nga, nhấn mạnh việc sát cánh cùng Ukraine. Tuy nhiên, trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Mỹ đã sơ tán các nhân viên ngoại giao của mình khỏi Ukraine với tốc độ nhanh nhất. Một số cựu quan chức và nhà ngoại giao Mỹ cho biết họ lo ngại rằng chính quyền Tổng thống Biden đang kéo các nhà ngoại giao ra khỏi Ukraine quá nhanh. Trong một bài phát biểu, Ngoại trưởng Mỹ Tony Blinken đừng cảnh báo rằng Bộ Ngoại giao nước này đã quá lo sợ rủi ro, đồng thời nói rằng nếu các nhà ngoại giao không chấp nhận rủi ro, họ sẽ không thể hoạt động hiệu quả ở những khu vực nguy hiểm. Đại sứ mới không phải là chuyên gia về Ukraine. Theo hãng tin AP, ngày 25 tháng 4, Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố giới thiệu Bridget Brink, đại sứ Mỹ tại Ukraine do Tổng thống Biden đề cử. Tuyên bố cho biết bà Brink là một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ và không khó để nhận ra lý lịch ngoại giao của bà Brink rằng bà đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở châu Âu. Bà Brink hiện là đại sứ Mỹ tại Slovakia, từng là cố vấn cấp cao và phó trợ lý ngoại trưởng tại Văn phòng các vấn đề châu Âu và Á Âu của Bộ Ngoại giao Mỹ, phụ trách các vấn đề liên quan đến Đông Âu và Cáp-ca-dơ, đồng thời cũng phục vụ trong các cơ quan của Mỹ ở Serbia, Síp, Georgia và Uzbekistan, cũng như trong Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng. Bà Brink đã làm việc trong các cơ quan ngoại giao của Mỹ trong 25 năm, tập trung chủ yếu vào việc thúc đẩy chính sách của Mỹ ở châu Âu và Á Âu. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, bà Brink là một người nói tiếng Nga thành thạo như người bản địa, có hàng chục năm kinh nghiệm, khiến bà ấy trở thành người hoàn hảo tại thời điểm này. Tuy nhiên, liệu bà Brink có thực sự phù hợp? Mặc dù bà Brink từng phụ trách và xử lý các vấn đề liên quan đến Ukraine khi còn là phó trợ lý ngoại trưởng tại Văn phòng các vấn đề châu Âu và Á Âu của Bộ Ngoại giao Mỹ. Nhưng hãng truyền thông Ukraine Ukrainska Pravda lưu ý rằng chuyên môn của bà Brink trong các vấn đề Ukraine còn hạn chế, bà ấy không phải là một chuyên gia về Ukraine. Xoa dịu chuyện khó xử hay tăng cường ngoại giao? Theo trang tin Sina của Trung Quốc, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Mỹ liên tục cung cấp cho Ukraine một số lượng lớn khí tài và trang bị quân sự, đồng thời không ngừng gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Trọng tâm của Mỹ dường như luôn là quân sự và kinh tế.
Tờ New York Times cho biết cả chính quyền Tổng thống Biden và chính phủ Ukraine đều không đưa ra lời giải thích rõ ràng về sự chậm trễ trong việc bổ nhiệm đại sứ. Điều này cũng khiến cho các nhà ngoại giao trong ngành hoang mang. New York Times dẫn lời một nhà ngoại giao chuyên nghiệp nói rằng sự chậm trễ như vậy là rất khó giải thích và không thể tha thứ, đặc biệt hiện tại đang là thời điểm rất quan trọng. Các chuyên gia cho rằng, mặc dù Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ trong việc phòng thủ trước quân đội Nga, nhưng việc cử một đại sứ chuyên trách có thể giúp xoa dịu mối quan hệ khó xử giữa Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo New York Times, bà Brink sẽ đóng một vai trò quan trọng. Vì làm việc tại Ukraine, bà Brink có thể kết nối với toàn bộ chính phủ Ukraine và cũng giúp chính phủ Mỹ tăng tốc mối quan hệ. Tuy nhiên, New York Times cũng chỉ ra rằng văn phòng Tổng thống Ukraine đang giao phần lớn công việc đối ngoại cho chánh văn phòng Andrei Yermak và ông Yermak thường xuyên trao đổi với Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan. Việc này đã trở thành thông lệ và phía Ukraine có thể muốn duy trì cách làm việc này.